Cú xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là Cú sẽ đến một con ạc level 51 có lực chiến là 195.000 các bạn. Thì đây là một cái con ạc mà Cú đã từng làm video cho các bạn xem cũng khá là lâu rồi, thì Cú mới quay lại con ạc này. Do là hôm nay thì vừa cập nhật xong cái phiên bản mới cho nên là Cú đã vào con ạc này để nâng thành ngôi sao cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì Cú sẽ show sơ qua trước cho các bạn xem trước và sau đó thì mới bắt đầu lên thành nhé. Thì con ạc này sở hữu cho mình là một cái Venus cộng 7, một cái Venus cộng 6 và hai cái hạnh phúc cộng 6 nhé các bạn. Và đang sử dụng là Super Karaoke, Gold và Vĩnh Viễn, có hạ giác vàng là 24 ngày nhé các bạn. Thì về phần trang bị thì khá là nhiều Super ở bên túi đều Vĩnh Viễn và có cả VIP búa Vĩnh Viễn luôn các bạn. Về thời trang thì hiện tại cũng đang Gold luôn. Nón thì cũng đang giác vàng, áo thì cũng đang giác vàng các bạn. Về phần ngọc thì ở đây là có hai viên cam và một bộ ngọc tím. Về phần bet thì là đã đột phá được 11.640 rồi, rất là ok. Thành ngôi sao thì cũng tạm ổn với level 5X như vậy là khá là cao rồi các bạn. Còn về phần đá cảm thì ở đây chúng ta được một viên đá công 12. Còn lại thì 11 và một viên đá công 10 thôi các bạn. Chắc là dồn để lên viên 12 cho nên là bị mất đi một viên 11 rồi. Vật tổ thì 22, 22 và 22. Bây giờ thì mình sẽ vào nhận cái sự kiện xem cái gì nhé các bạn. Thì đây là khi các bạn đăng nhập vào cái phiên bản mới, các bạn sẽ được nhận miễn phí cái phần đó. Ở đây thì Wow Boomerang đây các bạn, là nó nằm ở trong sự kiện tiêu su khóa liên server luôn nhé các bạn. Thì nếu như ai được top 1 thì sẽ nhận được cây Wow Boomerang. Còn nếu như ai mà muốn sở hữu sớm thì các bạn nạp tích lũy 3 triệu nhé mọi người. Ở đây là những cái mốc nạp để đổi ngày hôm nay thôi. Đây, nó tạo đủ điều kiện cho các bạn nạp và để kích thành ngôi sao ấy. Đây các bạn, vũ khí siêu cấp đây các bạn, chỉ cần hình như là nạp 2 triệu hay là 3 triệu gì á thì Cú chưa có đọc rõ nữa các bạn, sẽ đổi được cái vũ khí đó. Thì đợt này nó ra những cái loại vũ khí mới thì nó khá là đơn giản, là nó cho các bạn đổi ngay luôn. Tại vì đa số những cái loại vũ khí mới đợt này á thì nó không có quá hot so với đợt là Super Karaoke hay là Wow Búa, thì nó khá là thịnh hành hơn những cây Super đợt này. Bây giờ thì Cú sẽ vào thành ngôi sao để tăng lên cho các bạn xem nhé. Wow, ở đây thì cũng tích lũy gần đủ rồi mọi người. Còn 6 loại vũ khí thì chưa có, và cả cái mảnh bét thì cũng đã đủ, chỉ thiếu mảnh của Phượng Hoàng thôi. Thì chúng ta kích cây VIP lựu đạn thì chỉ lên được có 200 mấy lực chiến thôi các bạn. Lưu gạch thì cũng 200 mấy, nói chung là vũ khí VIP thì sẽ được 200 mấy lực chiến một cây. Còn Wow thì hình như là được 700 mấy một cây á các bạn. Lực chiến của chúng ta hồi nãy là 195 nha. Thì một lát là Cú kích xong và chúng ta sẽ tổng kết lại để xem là lên được bao nhiêu lực chiến. Đây, Wow pháo thì lên được 740 mấy điểm các bạn. Tiếp tục là Wow vỏ đồ, Wow vỏ trái cây và Wow tủ thuốc. Thì hình như là những cái loại vũ khí này nó bắt buộc chúng ta là phải cộng không và vĩnh viễn á các bạn. Vĩnh viễn thì nó mới cho chúng ta kích ở thành ngôi sao. Còn nếu như là vũ khí ngài thì hình như là nó không có cho chúng ta kích đó, thì phải á. Bây giờ là chúng ta sẽ sang phần mảnh bét nhé. Mảnh bét gà vàng 1K2. À ở đây thì gà ma mảnh của 1K2 các bạn. Thử bét hu coi. Cũng là 1K2 thôi. Nó khá là đồng đều nha mọi người. Về phần mảnh bét thì nó không có phân biệt bét siêu và bét thường. Cũng lên được khoảng mười mấy 20k đấy các bạn. Cho nên là Cú đã từng khuyên các bạn ở những cái video trước, đó là nếu như bạn nào ép ở level 2X hay là tầm 35 đổ lại thì các bạn không nên level 40, không nên lên level 40 để kích thành ngôi sao. Bởi vì khi các bạn lên thành ngôi sao thì nó cũng không có lên quá nhiều, nó chỉ lên được điểm hộ giáp và nhanh nhẹn thôi mọi người. Và kèm theo đó là tối đa khoảng 20k lực chiến là cùng. Tại vì ạc này có lực chiến gốc là 195k. Bây giờ là Cú đã kích xong rồi đây các bạn. Để Cú ra xem nhé. Thì lực chiến chúng ta hiện tại là 216k, là coi như là nó đã lên được khoảng 20k lực chiến thôi.
Nhưng mà các ạc F cấp ở 2X, 3X á, thì hầu như là tầm 150k đổ lại thôi các bạn. Thì cũng có nhiều ạc sẽ hơn, cứ không nói là tất cả nha. Nhưng mà đa số là sẽ từ 150k, cứ cho các bạn từ 150k đổ lại luôn ấy. Cho nên là lực chiến cũng không có lên được nhiều. Các bạn nên suy nghĩ cẩn thận nha. Thì nếu như bạn nào đã ở level 37, 38, 39 thì các bạn nên lên 40 để kích, thì tùy các bạn. Còn nếu như không á, các bạn nào ở level từ 36 đổ xuống thì các bạn nên ép đi. Tại vì khi các bạn lên thành nó không có lên được nhiều bằng chòm sao. Chừng nào mà các bạn đợi khi nào mà con gà nó fit luôn cái chòm sao xuống ấy, thì các bạn hả... Bây giờ thì Cú sẽ vào giải siêu cấp cho các bạn xem nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ mang hai băng các bạn. Ván đầu tiên thì gặp một bạn level 35 thôi. Hiện tại thì đang ở gà 19 nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ full full dam luôn. Vị trí của mình đến vị trí bạn ấy là 8 góc, nhưng mà gió là 0.5 cho nên là mình chỉ để 7 góc thôi. Là cả gió nữa là sẽ chuẩn nha các bạn. Thì một tia đầu tiên thôi là đã 85k máu luôn các bạn. Ván này thì gặp bạn level 40 khá là yếu luôn. Nhìn là biết bạn thấy yếu rồi các bạn. Bây giờ thì gặp một bạn level 41, bạn ấy sử dụng bet hu các bạn. Bạn ấy out luôn rồi, chưa kịp nhấn dam thì bạn ấy đã thoát luôn rồi các bạn. Về cái vũ khí mà Cú đang cầm đó chính là Super Karaoke nha các bạn. Là nó sẽ có cái chỉ số và chỉ số sát thương nó sẽ cao hơn là Super âm nhạc các bạn thường xem. Cho nên là có nhiều bạn nhầm lẫn giữa Super âm nhạc và Super Karaoke lắm nha các bạn. Thì cái Super Karaoke này nó sẽ có chỉ số và sát thương cao hơn với Super âm nhạc. Để nhận diện đó, nó chính là nó có cái viền hồng ở xung quanh. Còn về Super âm nhạc thì nó sẽ có cái viền xanh nha các bạn. Nó sẽ yếu hơn cây này rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ full dam. Wow, mình đam bạn 70 này cũng khá là thấm nha các bạn. Bây giờ là được một cái tên của thần báo. Cú sẽ dùng hai cái 50% sát thương. Bây giờ là đã rút được khoảng 1/5 cây máu của bạn ấy và cả cái cây máu của con bé rồng rồi các bạn. Một cái pha bay bị ngửa đầu rồi, không có góc ấy các bạn, cho nên là bạn ấy đang bò kìa. Wow, bạn ấy cầm pháo các bạn. Tiếp tục là một cái pha ném bét. May mắn là nó không có chuẩn các bạn. Tôn khá là nhiều luôn, tại vì pha đầu tiên thì cú full đam và cả thần báo cho nên là bạn ấy có khá là nhiều tên luôn các bạn. Còn cái pha này là dùng cả bia bơm luôn. Một tia thì chỉ được có một cả tư máu thôi, khá là trâu. Con ạc của mình đang cầm cũng khá là trâu mọi người. Thì con ạc này nó ở server 328 nha các bạn, là ở cụm 300 ấy. Bây giờ là mình sẽ full dam và bao cho các bạn xem hạt nhân luôn mọi người. Ôi rất là đau. Một tia thì 4k máu nhưng mà rít thì nó lên đến 16k các bạn.
Tiếp tục là một bạn level 70 có tên là Phạm. Cú không có nhìn rõ nữa các bạn. Nếu như mà Cú có đọc sai tên hay là sai ngọc thì các bạn cũng thông cảm nha. Tại vì mắt của Cú nhìn vào màn hình khá là nhiều, cho nên là những cái chữ nhỏ nhỏ nhìn không có rõ cho lắm nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ full đam bạn ấy luôn. Wow, 42k máu, bạn ấy khá là yếu các bạn. Hiện tại thì mình đã được ở gà 16 rồi, cố gắng để vượt xuống gà 15 nha các bạn. Để lên được gà 15. Ở vị trí này thì sẽ full đam luôn. Tại vì nếu như mà ném chay thì lỡ bạn ấy không chết thì bạn ấy sẽ đào ngay. Không biết là full đam có đủ để kết thúc bạn ấy hay không nữa. Tia đầu tiên là 11k máu các bạn và rít là 39k nha. Thôi toan rồi mọi người. Ván này thì Cú gặp bạn level 70 nhưng ở gà 14 lận các bạn. Trông là có vẻ bạn ấy rất là trâu đây. Sao bạn ấy không dùng bia bơm luôn cho nó nhanh các bạn. Tại vì ở cái level này Cú thấy thì lực chiến của bạn ấy cũng khá là cao đấy. Một tia ném chay thăm dò thôi các bạn. Bây giờ thì Cú sẽ bay lên phía trên bạn ấy. Ở vị trí chúng ta là nằm ở dưới cho nên là phải bắn dư lực khoảng hơn bình thường một tí xíu nha các bạn. Chứ nếu không là sẽ bị thiếu lực ấy. Còn về cái phần mà các bạn kêu Cú làm để hướng dẫn cho các bạn bắn góc siêu cao á, thì nói thật luôn là Cú biết bắn góc siêu cao nhưng mà nếu như làm cái video chỉ cho mọi người á thì nó rất là khó các bạn. Tại vì một phần là các bạn phải đo góc, rồi một phần là phải tính toán vị trí nằm cao thấp và cả tính lực gió nữa, cho nên là nó rất là khó để chỉ các bạn. Nhưng mà nếu như Cú làm video hướng dẫn thì Cú lại sợ bị ăn gạch đá nữa. Tại vì bản thân mình đôi khi là bắn cũng miss rất là nhiều các bạn, không có chuẩn xác đâu. Ôi trời, bạn ấy khá là lầy luôn các bạn. Bây giờ thì mới chịu full đăng kèm với skill của con gồng. Thì Cú nghĩ là chắc một tia là đủ kết thúc mình rồi đấy. Wow, cả xuyên giáp và bảo kích luôn thì còn gì nữa mọi người. 47k máu một tia, xuyên giáp và bảo kích. Bây giờ thì gặp một bạn level 58. Mình sẽ ném chay thôi. Tại vì bạn ấy cầm pháo cho nên là cũng không có lo lắng là bị đào lắm nha mọi người. Wow, một pha ném chay đến 21k máu luôn các bạn. Bây giờ là pha thần báu thì Cú sẽ kết thúc luôn. Bây giờ thì mình đã lên được gà 15 rồi nhé các bạn. Đây, 15 và không sao. Một sao chứ. Thôi toan rồi, bạn này lên được gà 13 luôn rồi kìa mọi người. Chắc là cái va này là bạn ấy hãm mình tiếp rồi. Khá là đen đuổi luôn, vừa được lên gà 15 thì lại tiếp tục bị tuột rồi các bạn. Ôi, tại sao lại không đam luôn mà lại phải lầy lội nữa mọi người. Bay lên lúc trên ngọn luôn kìa. Bây giờ thì Cú sẽ chơi lầy theo bạn ấy luôn các bạn. Sẽ ném chay một tia, sau đó là sẽ có tên. Wow, 5k6 máu nha. Ở vị trí này thì các bạn bao là phải chạy ngọc như là hạt nhân và bảo kích thì mới quả mai có thể thắng được. Còn nếu như không thì không có thể nào mà thắng được bạn ấy đâu. Tại vì rất là trâu luôn, mọi người thấy không? Bây giờ là một pha full đam và bao.
Tiếp tục là xuyên giáp các bạn. Cái ngọc xuyên giáp này cứ để ý là nó rất là nhạy nha các bạn. Thấy khá là nhiều các bạn level 70 sử dụng. Nó rất là nhạy luôn. Bây giờ thì cứ sẽ ném cái xuyên gông 10.000 máu các bạn. Nhưng mà hồi nãy giờ thì theo như cứu tính là cũng khoảng độ gần 20k máu. Nhưng mà các bạn cũng thấy rồi, bạn ấy thì cây máu vẫn còn đầy đủ, chỉ vì giật một tí xíu thôi. Và con gồng thì vẫn còn một nửa nha các bạn. Một pha mít rồi. Bây giờ là bạn ấy bị phong ấn mọi người. Ôi rất là đau luôn. Ném chay một tia không rít mà 4.800 máu các bạn. Ây cha, 11k mấy. Bây giờ là cú sẽ dùng bia bơm và sau đó là sẽ bao bạn ấy luôn, đánh liều luôn. Mà ở vị trí này mà có chạy hạt nhân ấy, các bạn cũng không có siêu chuẩn được, cũng chỉ giúp bạn ấy xuống được một tí thôi. Chứ tại vì đa số nè các bạn thấy không, những cái tia sao nó bị mít ra khỏi màn hình hết. Bây giờ là một pha ném bét. Ba mươi hai ca máu luôn mọi người. Bây giờ thì cú sẽ đi thêm một ván này nữa và sau đó là sẽ kết thúc video luôn nhé các bạn. Thì cú cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ cú trong thời gian qua. Nếu như các bạn yêu mến cú thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem video của cú. Và nếu bạn nào cần mua ạc thì các bạn liên hệ, tạm thời thì cú sẽ ngưng mua bán một thời gian.